Hay, cô mong ạ. Ok, rồi, mình hôm nay thì mình sẽ lại làm ngữ pháp. Hôm nay thì hôm trước mình có làm đọc rồi, hôm nay mình sẽ chuyển sang làm ngữ pháp. Lại làm ngữ pháp, nên N2 nhé, nhân sở nhé, N2. Hôm nay thì mình lại có một list các bài ngữ pháp như thế này, gồm có 20 câu này, 30 này, với cả 35 câu tất cả. 35 câu tất cả. 35 câu ngữ pháp. Ok. Hay cô mau ạ, hay vì nó cô mau ạ. Rồi mình sẽ đi luôn đến cái phần ngữ pháp đầu tiên luôn đi, ngữ pháp đầu tiên luôn nhá. Ok, mình sẽ làm luôn, làm sớm thì tí có thời gian cho mọi người nghỉ ngơi buổi tối sớm. Ok, rồi, nào đi đến câu đầu tiên luôn này. Vẫn là ngữ pháp nhưng chọn câu bình thường thôi. Mình có một câu, ngay số 1 nữa là gì? Unten shu wa inemuri unten no shita. Cái gì đó, mumenkyo datta rashii. Rồi, ok. Nào, sẽ để cho mọi người một chút suy nghĩ nhá. Ở đây mình có ue ni này, koto kara, tokoro de và ni oite. Xem nào, xem mọi người chọn đáp án cho câu này là gì nhá. Rồi, ok, thế mình sẽ giải thích nhá. Ok, ở đây thì vế đầu tiên nó có gì? Inemuri unten no shita, tức là lái xe mà còn kiểu bị ngủ gật đúng không? Nó hay là mumenkyo. Mumenkyo là không có bằng lái gì cả. Ok, ở đây mình có bốn đáp án. Đây là ueni này. Ueni là thêm vào đó đúng không? Thêm nữa đúng không? Kotokara thì mình dùng là kiểu từ A, thì nên là B. B đằng sau sẽ là từ A nên suy ra B. Từ A nên có phán đoán là B. Dokoro de. Nghe cái dokoro de này, mọi người chọn dokoro de, thực ra là dokoro de này bản thân nó làm không biết gì đâu đúng không? Ni oite thì là bằng với cả ni với cả de, là dùng để chỉ phương, chỉ một cái nơi chốn nào đó hoặc một cái thời đại thời gian nào đó đúng không? Cái trong trường hợp này hợp lý nhất thì đáp án phải là một, tức là anh ta cái người lái xe đó ấy, thì đã ngủ gật lúc lái xe rồi mà nghe nói lại còn không có bằng nữa cơ đó, không có bằng lái xe nữa đó, tức là cái việc đằng sau chồng chất lên việc đằng trước nữa, không những là việc A mà thậm chí lại còn B. Đáp án phải là ưỡi ni. Rồi, đến câu số 2. Nào, mọi người làm câu số 2 để ra đáp án là gì đây? Ok, đầu tiên là mình có từ cư hư này. Gomi no ryo wa motto heraseru. Ok, ở đây thì herasu là làm giảm, heraseru sẽ là có thể làm giảm đúng không? Cư hư là kiểu bỏ công bỏ sức, công phu ra tỉ mỉ trau chuốt vào. Gomi no ryo wa motto heraseru, tức là có thể làm giảm cái lượng rác thải đi. Rồi mình có karade, nghe nó vốn là bản thân karade làm có nghĩa gì đúng không? Không có ngữ pháp karade. Ha, shirai de thì là shirai de là gì nhỉ? Phụ thuộc vào, tùy vào đúng không? Dakeni thì là chính vì A nên lại càng B hơn đúng không? Ví dụ kiểu này này, anh ta chính vì anh ta đã dạy được 10 năm rồi, anh ta đã có kinh nghiệm dạy 10 năm rồi, thế nên là cái việc anh ta dạy, cái cách dạy của anh ta lại càng hay hơn và giỏi hơn chẳng hạn. Khai đó, oshita kinh nghiệm 10 năm以上 là đấy, 10 năm以上 là 10 năm以上 đó là cái gì? Oshieta wa omoshiroi te tame ni naru ne. Đó, còn kikake ni, bộ kikake ni thì mình cũng gặp rất nhiều rồi đúng không? Đấy là từ nguyên cớ A dẫn đến kết quả là B, nguyên cớ do A nên dẫn đến kết quả là B. Thường lưu ý nhá, kikake ni này thường rất hay gặp ở trong thì quá khứ. Cái câu này chọn gì cho hợp lý? Rõ ràng là nhờ vào đúng không? Tùy thuộc vào cái công sức, tùy thuộc vào cái sự tỉ mỉ công phu phải bỏ ra ấy, thì có thể chúng ta giảm được cái lượng rác thải đi. Đáp án là hai là hợp lý nhất nhá. Ok, rồi câu số 3. Oshie ぐらい、たくさんの種類の花が咲いている。なこれ専門家ちゃんでいない。Cho nên mọi người nhớ thì sẽ cũng sẽ nhắc lại luôn một thể là về shidai, thì mình nhớ là shidai thì mình có ba ngữ pháp với shidai. Một là shidai đứng ở sau v must bỏ must, thì có nghĩa là ngay sau khi, đằng sau sẽ là thể hiện cái ý muốn hoặc mong muốn hoặc ra lệnh của người nói.
hai là shidai đấy là phụ thuộc vào, ví dụ như kiểu shodai wa i ka doka wa kyo no noryoku shidai đã, phụ thuộc vào nỗ lực ngày hôm nay đúng không? Bằng shidai là cuối câu, shidai nếu mà đứng ở cuối câu, shidai đã đứng ở cuối câu thì nó sẽ mang nghĩa là gì? Là khi mà mình lấy một cái lý do đấy, nên do vậy nên mới, rất hay dùng ở trong những cái câu mà mọi người chào hỏi chào mới, kiểu như là hôm nay tôi có một chút việc cần thảo luận. Kyo wa sono shitai koto ga ara sono tame kimi no ie ni tazune ta shidai da, vì thế nên là tôi mới đến thăm nhà anh chẳng hạn, kiểu như vậy. Rồi rồi, ok, ở đây thì mình có kazoe là đếm rồi này, gurai với kurai là giống nhau, đều là đến mức đúng không? Sono shirei no hana ga saiteru, có rất nhiều các loại hoa khác nhau nó đang nở rộ. Ở đây thì là okazoe kirenai, không thể đếm xuể đúng không? Ừ, ok, gatai là khó làm gì đó, khó làm gì đó. Như lưu nhá, gatai là dùng để diễn tả khó về một cái mặt trừu tượng nào đó, không phải là về mặt khả năng nhá. Gatai này chỉ đi với một số từ thôi và thường sẽ đi với cả những từ chỉ cảm xúc, suy nghĩ hoặc là ngôn ngữ. Rồi ok, về masomas mà thêm kiru thì là làm hết. Kirenai thì là thể khả năng của nó rồi đúng không? Là không thể hết rồi đúng không? Rồi, dự ni irareru, khó dự ni irareru, đây là một cú lừa. À, rồi, tagaru thực ra là chính là tai đúng không? Tai. Mọi người lưu ý nhá, thì tính từ đuôi i, tính từ đuôi na này, đặc biệt là hai cái về tai ấy, với cả hoshi. Thì bình thường có một số những cái tính từ, đặc biệt như tai và hoshi này, thì nó chỉ dùng cho người nói và người nghe thôi không? Nếu mà mình dùng sang ngôi thứ ba thì đặc biệt mình phải chuyển nó thành một dạng động từ, đấy là bỏ i đi thêm garimasu vào thì thành tagaru, đó, hoshigaru. Ngoài ra một số tính từ ấy, thì khi mà mình thêm cái garu này vào, bỏ i thêm garu, bỏ na thêm garu này vào thì nó sẽ trở thành động từ đúng không? Ví dụ như kawaii là sợ. Kawaii là sợ nhưng mà nó đáng sợ ấy, nó là đáng sợ. Ví dụ như này nhá, mình nói là konojo wa kawaii, tức có nghĩa là cô ấy trông rất đáng sợ, cô ấy rất đáng sợ chứ không phải cô ấy đang sợ. Còn nếu như mình nói là cô ấy đang sợ thì mình nói như nào? Konojo wa gatteru. Đây thì người rất là lưu ý khi mọi người nói, ví dụ mọi người đang bảo ôi con bé kia nó đang sợ hãi kìa, mới chạy ra nó bảo kimi wa kowai ni, thì nghe chắc chắn là cô này nó hiểu sai hoàn toàn ý nghĩa đúng không? Ôi em trông đáng sợ thế rồi đúng không? Đó nên là cẩn thận nhá. Câu số 4. Kono kaisha wa kankyo taisaku o sekyokuteki ni teite okonatte ite kokunai wa hai gai kara mo takai hyouka o ete iru kigyo da. Rồi ok, câu này mọi người sẽ chọn đáp án là gì đây? Ok, rồi, cái công ty này ý, thì cái kankyo taisaku là đấy, các cái đối sách, các cái biện pháp đối với môi trường đúng không? Sekyokuteki ni okonatte ite, tức là thực hiện một cách rất tích cực. Sekyokuteki. À, thì kokunai là trong nước rồi. Ok, đây mọi người thấy một cái keyword đấy là trong nước này, trong đằng sau thì lại là kaigai là nước ngoài rồi này. Rồi vậy thì chắc chắn là gì? Không chỉ trong nước mà cả nước ngoài đúng không? Vậy thì đáp án ở đây sẽ là motoyori rồi. Ok, wa motoyori. Rồi ok, bây giờ mình sẽ xem qua cái còn lại nghĩa là gì nhá. Ippo thì nghĩa là gì nhỉ? Ippo là một mặt thì đúng không? Một mặt thì ippo đấy là một mặt thì. Ngoài ra nếu mà đi với cả về ippo thì có nghĩa là càng ngày càng đúng không? Càng ngày càng. Toyu yori thì bây giờ sẽ không qua ở đây đâu. Toyu yori sẽ là gì nhỉ? Nói là B thì đúng hơn là A đúng không? Nói là B thì đúng hơn là A. Ví dụ như là có một con bé ở trong lớp ấy, ôi xinh lắm đúng không? Nhưng mà sẽ bảo là ya kanojo wa kirei to yu yori kawaii thì làm gì nó đấy, cô ấy thì cảm giác cô ấy đáng yêu thì đúng hơn là xinh đẹp, cô ấy đáng yêu thì đúng hơn là xinh đẹp. Đã. Hay là ví dụ như cái ô tô phía trước mình nó đi rất là chậm đúng không, thì nó gì, nói là gì nhỉ? Mai no kuruma wa hatteru to yu yori hatterunda đúng không? Đó, cái ô tô phía trước ấy nó quá chậm đúng không, nó phải nói là nó đang bò thì đúng hơn đang chạy. Rồi, còn tô hoa dự thì là gì? Tô hoa dự thì mình có ngữ pháp là ô tô hoa dự đấy. Ô tô hoa dự tức là không xét tới A, bất kể A là gì đúng không? Không xét tới điều kiện, vẫn sẽ B. Bất kể A như thế nào thì cũng sẽ B. Bất kể là nam hay nữ, đan cho ô tô hoa dự, cô nó, kai ghi ni, sang ca sử, cô tô ca đề ký được. Bất kể nam hay nữ đều có thể tham gia được bạn.
Ok. Câu số 5. Ok, ở đây thì chắc chắn đáp án là một rồi đúng không? Một ở đây là người đệ, người đệ thì là tà người đệ đúng không? Bên tà người đệ. Mình sẽ biết luôn là bằng kanji của nó nhá. Kanji luôn, thực ra đi thi cũng rất hay gặp đối với kanji luôn. Tức là sau khi A thì B, nhưng mà nhấn mạnh rằng là A là cái sự chuẩn bị cho B. Ok. Kudai đệ, kudai thì thực ra kudai thì nó có kudai thì là cỡ như là đúng không? Ngoài ra kudai có một nghĩa nữa là kudai nó dùng để hạ thấp một cái gì đó, kiểu chỉ cỡ như thế này, hạ thấp một cái gì đó chỉ mức tối thiểu. Tha thứ là đệ kimi wa otona otona da kara ne kaettara jibun no kutsu kurai jibun no kutsu kurai chan to narabete, mày lớn rồi đấy nên là về nhà thì mày, chỉ là cái giày của mày phải sắp xếp cho cẩn thận vào trước đúng không? Đó, để jibun no kutsu kurai, cỡ như là cái giày của mình. Hay là watashi wa kaze poi ne, kaze gimi da ne, kaze gimi da ne, kaze poi da ne, kaze kurai de gakkou ni wa yasume masen, gakkou ni gakkou yasume masen đúng không? Cỡ như kiểu cảm cúm thì không thể nào nghỉ học được như vậy. Shidai đấy thì vừa gặp ở lúc nãy rồi, mama đấy thì ra là không có mama đấy, chỉ có mama thôi. Nào, mama thì đi với cả ta mama và nai mama đúng không, là cứ giữ nguyên trạng thái như thế. Câu số 6. Ok, đúng rồi, đang chính xác là 4. Ở đây thì về mas mà bỏ mas đi thêm nư cự. Động từ bỏ mas đi thêm nư cự thì có nghĩa là làm tới cùng. Yari nư cự là làm tới cùng. Đúng rồi, ok, sao iki nư cự là sống tới cùng chẳng hạn. Ok, yari nư cự. Các cái là làm dở này. Làm dở. Kome đự này thì ra là không có. Cái bình thường thì mình hay dùng là kome mự đúng không? Kiri, chắc là kiri đự làm hết. Mình nghĩ là kỳ đự, còn kỳ đi ở đây thì cũng chưa biết là đi với cả cái vmas của vmas kỳ đi thì nó có nghĩa gì, nhưng mà bình thường mình có beta kỳ đi hoặc là kỳ đi này đi với cả số lượng từ mà chỉ số ít đi với kỳ đi thì là chỉ tari kỳ đi toka. Rồi ok, còn kome đự này thì thực ra là kome đự sau đây thì nó hơi khó hiểu, nhưng mà thôi tiện đi thì mình nhắc luôn đến một cái là komete đi, cái này trong N3 học rồi đúng không? Komete là dồn chan chứa tình thương vào trong cái gì đó để làm hành động. Ok chưa? Kokoro komete kono tegami o kakimashita. Tôi đã viết cái bức thư này mà chan chứa hết cả tâm tư của tôi vào đúng không? Số 7. Đúng rồi, ra vũ sợ đúng rồi, cho dù là cái gì thì cũng nên làm đến cùng đúng rồi. Số 7. Chichi wa chichou ni お土産を買ってきてくれた。Cũng như là ngữ pháp N3 thật đấy nhỉ. Bài cũng ngữ pháp N3 thật đấy nhỉ. Ừ, 3, 3, 3, ok. Ok. Rồi, rồi, ok. Thì sao? Đáp án ở đây thì chắc là Tabi đúng không? Một ngữ pháp quá quen thuộc với mọi người rồi. Tabi là cứ hễ, cứ mỗi khi đúng không? Cứ mỗi khi A thì lại B. Bố tôi cứ mỗi khi đi công tác thì lại mua quà về cho tôi. Ở đây có goto, một cái rất là hay. Goto này thì có nghĩa là gì nhỉ? Goto đi với cả danh từ, tiếp về danh từ thì nó có nghĩa là cứ với mỗi gì đó. Soba đi. À, một ngữ pháp khá là hay, ngữ pháp soba. Soba này thực ra là mình gặp ở trên cái gì nhỉ? Trên N1 thì mình mới gặp nhiều cái ngữ pháp này. Bao nhiêu ngữ pháp này là gì không? À, biết cái ngữ pháp này chưa? Đã ai nghe đến ngữ pháp này chưa? Ngữ pháp này lên trên N1 sẽ gặp rất là nhiều. Hỏi thì hỏi trước sẽ giải thích cho mọi người nào. Số 3 nghĩ có ai nhớ ngữ pháp này là gì không? À, biết ngữ pháp này là gì không? Thực ra là số 3 đúng hơn. Số 3 cả đà đúng hơn là số 3 nghĩ. À, cứ mỗi lần á.
À, sô bạc cà rà thì lên trên M1 thì mình sẽ học một cái, nhưng mà sô phải sô bạc nít, thực ra nó là sô bạc cà rà đấy đúng không? À, thì sẽ viết ra đây trong người. Ok, chưa học thì mình sẽ học luôn nhá. Sô bạc cà rà thì là cứ xong cái hành động A một phát thì lại đến hành động B. Nhưng mà thường thì mình hay dùng để diễn tả cái đằng sau ấy, nó xảy ra một cái chuyện mà mình không mong muốn. Và thường cái này cứ diễn đi diễn, à, cứ lặp đi lặp lại kiểu như này nhá. À, ê, tổ. Cứ nói xong phát là quên ấy, kiểu như vậy. Cứ hễ nói một cái là quên, cứ nói xong phát là quên. Đó, thì mình sẽ dùng cái số bạc cả là đấy. Cứ xong trả lại. Ngày lên M1 thì mình sẽ gặp nhiều hơn, còn bây giờ thì chắc là ít gặp. Ở bên cạnh đâu. Ở bên cạnh đâu. Cái này nó hơi mới một xíu, cái này trên N1 của mọi người. Trên N1 thì mọi người sẽ học đến. Bây giờ thì N2 thì mình chưa có cái số bạc cả là đấy. Ok, đó, còn số bản nị thì thực ra nó không phải ngữ pháp, mình nói là số bạc cả là thì đúng hơn. Nitsurete. Để đến Nitsurete thì mình sẽ đi cùng với cả cái cụm là Nishitagatte đúng không? Hai thằng này đều có nghĩa là gì nhỉ? Kéo theo đúng không? A thì kéo theo B. A thay đổi thì kéo theo B thay đổi. A xảy ra thì kéo theo B xảy ra. Ừ, đúng rồi, ok, chính xác. Hanako, Quỳnh Hanako sở nhớ rất chuẩn, vừa mới thì ngay lập tức đúng không? Cứ xong thì lại. Cứ xong một việc thì việc mới lại đến. Đó, tôi cứ giải quyết xong một vấn đề thì vấn đề sau lại giải đến. Thì mình sẽ dùng số bạc cả đó. Còn đây thì mình có Nisete và Nishitagate là A, thì ta kéo theo B xảy ra. Câu số 8. Nào, câu số 8 thì chọn gì đây? Ừ, dịch là càng thì càng cũng được. Càng A thì càng B. Ok, đúng rồi, đáp án ở đây hợp lý nhất thì đáp án là 2 rồi, ưu trí nghĩ tranh thủ đúng không? Tranh thủ là nó chưa hết ngày thì về nhà, tôi muốn về nhà đúng không? Ok, rồi, ưu trí nghĩ tranh thủ đúng không? Tranh thủ khi mà này chưa hết ngày đúng không? Này nó chưa sang ngày mới thì Ê tội, yên đi, khai đi tại, tôi muốn về nhà. Ai đà thì là trong khi đúng không? Cái này sẽ đi với cả VT. Cô tô ni này thực ra là gì nhỉ? Thật là đúng không? Ureshi koto ni to ka. Mình dùng để nhấn mạnh cảm xúc của mình. Ureshi koto ni, thật là vui vẻ. Ôi, trong nhà xe có một con ong to đùng nó bay vào, đậu ngay bên cạnh. Áp lực ghê. Rồi, ok, tokoro. Tokoro thì khá là nhiều ngữ pháp về tokoro rồi. Mình nhắc lại một thể luôn, thì mình có beta tokoro là gì nhỉ? Tà tokoro mà đứng không một mình ấy, xong phẩy sang sang về đằng sau ấy, thì có nghĩa là gì các bạn nhớ không? Tà tokoro này có nghĩa là sau khi A thì B đúng không? Thì kết quả là B. Rồi, ok. Tiếp này mình có Veru Tokoro. Veru Tokoro Desu. Nghĩa là sắp sửa về. Ok. Rồi, tiếp Veta Tokoro. Mà đi với Desu nhá. Đứng ở cuối câu ấy. Veta Tokoro đó. Thì có nghĩa là vừa mới đúng không? Vừa mới về. Rồi, Veteru Tokoro. Đó. Là đang về. Đang làm dở. Đang. Rồi, ok, ngoài ra vẫn còn một số những cái nữa, ví dụ như là Tokoro, Tokoro de, Tokoro e, Tokoro ni và Tokoro nhiều chưa? Rất là nhiều đúng không? Đó, một số cái mình sẽ nhắc lại hết một thể. Hôm nay xe mặc áo vàng nên tưởng là xô để xe nó đợi nè, nó đây này, nó đây này. Nó đang đậu ở ngay trên đây luôn. Kéo xe quay màn hình ra cho mọi người nhìn thấy luôn, con ong to đùng, ôi đít nhọn quá. Đâm cho mình một cái chắc là ngày mai mình sưng mặt luôn. Rồi, tokoro đấy là sau khi đúng không? Sau khi thì vừa mới xong A, vừa mới A kết thúc thì B nó xảy ra. Tokoro ấy và tokoro, ui, xin viết nhầm nhá, tokoro ni nhá, phải tokoro ta đâu, tokoro ni nhá. Tokoro ấy, tokoro ni thì là đang A thì B xảy ra xen vào đúng không? Thường ấy, mọi người để ý cái trợ từ ấy, ê, với cả ni này, thường đằng sau nó sẽ là những cái trợ từ mang tính chất chuyển động, chuyển động. Tokoro thì mình có hai trường hợp, một đấy là mình đi mình dùng trong những cái câu như kiểu là bị phát hiện ra đang làm gì đó này, bị nhìn thấy đang làm gì đó, bị chú ý đang làm gì đó này. Thứ hai nữa là cái câu mà rất hay gặp ở trong những cái email hoặc là những cái mời lời chào đầu, Isogashi tokoro, tức là gì nhỉ? Vào cái lúc mà đang bận rộn như thế này thì cái này lên trên là một mình sẽ gặp nhiều hơn.
Rồi đó, đấy là một đống các loại Tokoro thì liệt kê ra một thể ra một người nhớ đến số 9. Dewa de hanashiteru. Dareka ga tazunete kita. Ok, rồi, đáp án đây là Saturni à, đúng rồi. Saturni là đúng lúc đang đúng không? Trong khi đang gì đó thì đằng sau xảy ra. Thường đằng sau sẽ là những chuyện xấu chen vào chuyện phía trước. Tôi đang gọi điện thoại thì có ai ghé thăm. Ippo thì như lúc đấy giải thích rồi nhưng mà Ippo đi thì nghe hơi kỳ. Total đi thì đi với cả Veta. Ta Total là vừa mới A thì B đúng không? Sau khi A xong một phát thì B. Motoni thì mình có cái Omotoni. Omotoni là lấy A dựa trên A ra để làm B. Cái vấn đề thì toàn cái bác dễ. Số 10. Y学が進歩する。え、次だ。人間の寿命が伸びてきた。で、チョンジ。に関わらず、に沿って、に始めて。Và đi CT nghe gọi đi HGBT nghe khá là sốc rồi đúng ok, 4 4 rồi, rất nhiều người chọn đáp án là 4. Ok, đúng rồi, chính xác đáp án là 4. Đi CT như lúc nãy vừa giải thích đúng không, kéo theo A xảy ra, A biến đổi, A B biến đổi, do cái sự tiến bộ của họ của y học ấy thì là cái tuổi thọ con người cũng đã được kéo dài ra, chính xác. Nikakawarazu là gì nhỉ, là bất chấp A đúng không, bất kể A như nào thì cũng B. Nanjo ni kakawarazu, bất kể là nam hay nữ thì cũng điều kiểu unoshi thì cũng giống nhau. Nisote thì có nghĩa đen thì là men theo con đường hoặc là men theo bờ sông, men theo vách núi. Nisote có nghĩa bóng của nó thì là bám sát theo. Rồi, ni hajimete nghe nó đã chối rồi đúng không? Phải là o hajimete đúng không? O hajimete dùng để liệt kê đúng không? Như là ví dụ như này, sushi o hajimete, Nihon no ryori ga daisuki da. Tôi rất thích là đồ ăn, tôi rất thích đồ ăn của Nhật Bản như là sushi. Ok. Câu số 11. Một influenza が流行し始めたので、学生の健康を第一に考えて、場合、学校を休校にするかもしれない。もによっては、rồi ok, một một hết đúng không, đúng rồi, tham là một niote, lưu nhá, mình có niote với cả niote thực ra thì niote với niote nó đều dịch là tùy vào thôi, nhưng mà cái niote thì thường ở đằng sau ấy nó là khác nhau, đằng sau sẽ là khác nhau, ví dụ như tùy vào khác hito niote kangekata wa chigau, đằng sau nó thường là những cái từ như là samazama chigau này hay kotonaru này, đó thì là khác nhau. Còn niote đằng sau thường sẽ là một cái đối sách, một cái biện pháp nào đó để thích ứng, để phù hợp với cả cái tình huống đó. Câu này sẽ dịch là gì nhỉ? Do là cái cúm ấy, thôi bây giờ dịch là corona đi nhá. Corona ga ryu行し始めたので、vì corona đang bắt đầu là lan tràn ra rồi đúng không? Thế nên là cái sức khỏe của học sinh ấy vẫn là cái điều quan trọng nhất. Vì thế nên là tùy vào cái tình huống mà nó sẽ quyết định là nghỉ học, cho trường nghỉ. Nikotaete là đáp lại kỳ vọng, đáp lại nguyện vọng, đáp lại kỳ vọng gì đó. Nếu shi no kitai ni kotaete daigaku ni haimasu, tôi vào đại học để đáp lại kỳ vọng của cha mẹ. Tomokaku thì bằng gần giống với một nguyên tắc, nó là bằng thì không phải nhưng mà gần giống với cả sateoki, tức là tạm gạt a sang b đã, gác lại a b đã. Nowarini thì là b hơn so với a đúng không, mặc dù a nhân b nó là b hơn so với a. Ok rồi, tiếp câu số 12. Cái Niyote wa với cả Niyote lúc nãy sẽ còn nói thì cái này là một cái khá là cẩn thận nhá. Niyote với Niyote wa
Thực ra thì bây giờ mọi người nói lẫn thì người Nhật người ta vẫn hiểu thôi, nhưng mà để mà đúng về mặt ngữ pháp ấy thì nó khác nhau ấy, cái vế đằng sau nó khác nhau đấy. Ồ, con ong lúc này nó bay đi mất rồi, nó bay bây giờ nó vo ve ở trên đầu. Nghe chưa? Rồi, nào, bắt đầu nhá. Ok, đầu tiên là chúng mình, câu này là gì? Em gái của tôi ấy, thì Hitotsu no shigoto ga Suzuka nai no de to mà đấy. Tức là tóm lại nó là người như thế nào đó đúng không? Ở đây mình có từ Aki. Aki là chán cho từ Aki nữa. Akigachi nghe rất hợp lý đúng không? Nhưng đáp án hợp lý nhất đúng hơn phải là Akipokute. Akipoi. Nếu như mà V mask này, mọi người bỏ mask đi mà cộng với cả poi ấy, nó dùng để diễn tả cái xu hướng tính cách của một cái đối tượng nào đó. Ví dụ như là mà thường chỉ chuyện xấu nhá. Ví dụ là Akipoi là hay chán, Wasurepoi là hay quên, Okurepoi là hay đi muộn. Đó. Còn cái Gachi này nó dùng để diễn tả rằng là cái chuyện này nó thường hay xảy ra, chứ nó không dùng để diễn tả cái tính cách nhá. Thường nó hay dùng để diễn tả rằng là một trạng thái, một sự kiện gì đó thường hay xảy ra, hay có xu hướng xảy ra như vậy. Ok, đó. Akinai để thì là không chán rồi. Akiruse để thì là vì do những kết quả xấu rồi. Và trong trường hợp này đang nói đến tính cách, tính chất của đứa em gái đúng không? Thế nên là hợp lý nhất thì chọn đáp án là số 4 C nhá. Em gái tôi thì rất là mau chán, thế nên là nó không thể nào mà nó làm mãi một công việc được. Tôi rất là kiểu, nó rất là phiền đúng không? Rất là cô ma đự, rất là rắc rối. Câu số 13. Mười ba nào. Ok, ở đây mình có từ tham gia xin sự Olympic cử và Kodomo no koro kara no yume datta. Câu này rõ ràng phải là đối với đúng không? Đối với thôi, nó dùng để nói đến quan điểm suy nghĩ của một đối tượng nào đó mà. Đối với cả cái tuyển thủ Tamura ấy, thì cái việc mà Olympic ấy, nó đã là cái giấc mơ từ thuở bé thôi, đúng không? Niatate là khi hoặc là nhân dịp. Lưu ý là Niatate thì dùng cho chuyện tốt, không dùng cho chuyện xấu. Toshite là như là, hoặc là với tư cách là. Mukini là phù hợp rồi, nhưng mà thực ra ấy là Muki, chuyển Mukini phù hợp với Muki đạo, Kodomo Muki đạo. Kono hon wa kanji ga sukunai shi yogo mo amari muzukashiku nai shi ta tsumari Kodomo Muki đạo, phù hợp với trẻ con đúng không? Câu số 14. Hon no chotto me o hanashita cái gì đó. Kate ta neko wa doko ka e inakunatte shimatta. Okay. Đáp án thì đúng là ba rồi, nhưng mà nó là vừa mới không thì hơi kỳ. Bakarida thì nó mới là vừa mới, còn Bakarini là, Bakarini là chỉ tại vì A, thế nên là dẫn đến kết quả xấu là B. Cái trong câu ví dụ kiểu Watashi wa Nihongo wa skoshi hanaseru Bakarini itsumo itsumo Nihongo no honnyaku wo tanomareru. Tôi chỉ tại tôi biết nói một tí tiếng Nhật thôi mà lúc nào tôi cũng bị nhờ dịch tiếng Nhật đó. Hay là Watashi wa daigu no gijutsu wo chotto shiteru bakari ni itsumo isu to tsukue to ka wo shuri wo tanomareru ne. Chỉ vì tôi biết một tí kỹ thuật là đồ mộc thôi và suốt ngày bị nhờ sửa bàn sửa ghế. Bakarini ở đây nó phải là chỉ tại nhá, chỉ tại, nên là kết quả xấu.
Doka chúng mình phải nói đến hai nghĩa của nó. Thứ nhất đấy là không những không A đúng không? Không A mà thậm chí còn B. Còn Dokoroka, còn một cái nữa là Dokoroka thực ra đúng hơn thì nhớ là Dokoro Deo Online thì đúng hơn. Dokoro Deo Online. Dokoro Deo Online là không phải lúc để đúng không? Không phải lúc có thể. Ví dụ này,今日は忙しいですね。今日は仕事が忙しいから、遊ぶところではない。明日は試験があるから、今勉強しなきゃならない。飲み会に参加するところではない。Không phải lúc để tham gia đi uống rượu, phải đi uống rượu được. Còn cái Dokoroka có nghĩa là không chỉ không những không A mà thậm chí còn B. Ví dụ như là彼女は嘘をついたどころか、そのことについて謝ることもない。謝る、謝もしないね。謝りもしない。Cô ấy thì đã nói dối rồi lại còn không, thậm chí lại còn không thèm. Câu này như sẽ từ từ câu này sẽ lấy nhầm ví dụ đúng hơn. Câu này đúng hơn thì nên lấy cái ví dụ như này nó hợp lý hơn này. Đấy là không những là kanjo o machigai ya kanji o oboe kakenai kanji o kaku dokoro ka, không những là cô ấy không kake được dokoro ka, không chỉ là không biết được kanji mà yomu yomu koto mo dekinai ne, cũng không thể đọc được. Chắc trong đầu mình cũng đang nghĩ ra cái gì nó phức tạp lắm cơ. Ôi, nhưng mà cuối cùng đặt ra cái câu thật là đơn giản. Rồi đến Nitsuke. Nitsuke thì là gì nhỉ? Nitsuke với cả Nitsukete đúng không? Nitsuke là cứ mỗi khi đúng không? Cứ mỗi khi mà, hoặc là mình có hai cái Nitsuke nhá. Cái Nitsuke có rất là nhiều nghĩa. Thì bây giờ mình tạm thời mình nhớ đến hai cái. Thứ nhất là Nitsukete là cứ mỗi khi mà thì lại có cảm xúc gì đó đúng không? Cứ mỗi khi nhìn cái tấm ảnh này, この写真を見る Nitsukete母のことを思い出す。Tôi lại nhớ về mẹ chẳng hạn. Hoặc là A ni tsuke, B ni tsuke. Tức là với A và với B đúng không? Thì với mỗi cái thì như nào đó? Với mỗi cái ni tsuke. Wake thì wake desu thôi, wake da, wake desu. Wake desu dùng để nối câu cũng được. Wake thì dùng khi mình muốn tổng quát lại một cái gì đó này, tổng kết một cái gì đó. Hoặc là mình dịch với nghĩa đây là bảo sao mà đúng không? Do một cái kết quả nào đó nên dẫn đến cái do một cái nguyên nhân nào đó nên dẫn đến kết quả như thế này. Wake desu. Ok desu. Rồi ok, tiếp câu số 15. Utau no wa. Rồi đáp án hợp lý nhất ở đây thì chắc chắn là đáp án 3 rồi đúng không? Đúng rồi, ok. Utau no wa nigate na mono desu kara. Mono desu kara thì đơn giản chỉ là giải thích lý do đúng không? Mình muốn biện minh biện bạch, lưu nhắc cái mono desu kara hay là mono de hay là mono. Thì đây là dùng để biện minh nhất, biện bạch. Đúng là giải thích lý do đấy, nhưng mà hay dùng cho biện minh biện bạch. Tôi ấy thì tôi hát kém lắm, thế nên là tôi đã không tham gia đúng không? Tôi ít tèm mộ là cho dù nói là A nhưng cũng B đúng không? Thực ra cũng chỉ B thôi. Đúng không? Watashi no ichi ni wa niwa. Nhưng mà niwa tôi ít tèm mộ. Jitsu wa totemo chisai. Chisai. Chisai desu. Đó, thực ra rất là nhỏ thôi. Mặc dù nói là vườn đấy nhưng thực ra nó rất là nhỏ thôi. Hay là senshu matsu wa kazoku to ryoko ni ikimashita. でも、旅行といっても、旅行だといっても、旅行といっても、ただ、近くの公園にキャンピングに行きました。cũng chỉ là tôi đi cắm trại ở cái công viên gần nhà thôi. だ、としても、としても、あ、で、としても thì là gì? Nếu chết nói đến としても thì mình phải nhớ đến としたら chứ đấy nhá. としたら là giả sử A thì sẽ B. Giả sử là A thì sẽ B đúng không? あした世界が終わるとしたら、君は何をする？Nếu như ngày mai thế giới diệt vong thì bạn sẽ làm gì?
đúng không? Còn tosh để mộ, tara thì là giả sử, với temo thì là gì? Là cho dù, đúng không? Vậy thì là cho dù là A đi chăng nữa thì vẫn sẽ B. Nhưng lưu ý là bởi vì cái dạng toshite, toshitara, toshitemo này nó đều mang đậm tính chất giả sử, nên mình thêm cái chữ giả sử vào đầu nhé. Giả sử cho dù có là A đi chăng nữa thì cũng vẫn sẽ B. Kanojo wa chất tổ đấy. Watashi no kobito wa warui koto o shita toshitemo watashi wa tabun yurusu kamo. Cho dù là bạn gái tôi có làm, người yêu của tôi có làm chuyện xấu đi chăng nữa thì có lẽ là tôi cũng sẽ tha thứ thôi. Đó, kiểu như vậy. Hanmen thì rồi dùng để nói đến hai mặt của vấn đề, đúng không? Một mặt thì konokusui wa yoku kiku hanmen. Một mặt thì rất là hiệu nghiệm, đúng không? Demo nomu to nemuku naru. Nemuaru. Cũng có một mặt nữa là nếu như uống vào thì rất dễ bị buồn ngủ, sẽ bị buồn ngủ, đúng không? Đó, một mặt thì. Câu số 16. Nhật Bản で就職したいので、いろいろな会社の業務内容だけでなく、業績調べている。これ、ちょっと待って。 Ở đây mình có một số từ như siêu sơ cử là tìm việc, đúng không? Hoặc là muốn làm việc. Chỗ này tôi muốn tìm việc ở Nhật, tôi muốn làm việc ở Nhật. Ở đây mình có từ gyomu nayo là nội dung công việc, nội dung nhiệm vụ này. Và thứ hai là gyomu, à gyoseki, gyoseki là thành tích kinh doanh, thành tích công việc. Rồi. Đọc quá. Yatatte mo, ni kakete mo, ni tsuite mo và ni saishite mo. Đáp án mọi người chọn là ba, ni tsuite mo. Đúng rồi, ok. Ni tsuite ở đây thực ra là vì thôi, đúng không? À là về, đúng không? Là về thôi, về vấn đề gì đó, thì đáp án chắc chắn là nó rồi. Tức là không chỉ là về cái nội dung công việc, đúng không? Mà tôi còn tìm hiểu về cả cái thành tích kinh doanh công ty đó nữa. Thật ra thì niatatemo mấy cái này là nó cho vào trong, nó đánh lừa mọi người thôi. Nikakete thì mình có nikaketewa thì đúng hơn nha. Rồi, ok, niatate thì là khi hoặc nhân dịp này, nikakete là nikaketewa là về lĩnh vực gì đó thì là nhất. Watashi no ototo wa, watashi no ototo wa benkyou wa jozu dewa nai kedo sports nikakete wa gakkou no ichi desu ne. Đó, nếu mà nói về kiểu học tập ấy thì nó chẳng giỏi đâu, nhưng nếu mà nói về thể thao thì nó là nhất trường. Nisaishite thì các bạn Nisaishite với Niatate gần giống nhau rồi, đó là khi nhân dịp. Câu số 17. Sports ở Lenshu Sereba Suru cái gì đó. Ôi, câu này là một câu N3, hồi câu cho điểm rồi. Câu này là một câu cho điểm N3 rồi. Ui, 32 độ, bảo sao? 32 độ. 32 độ mô tả cả. Bắt xưa kia đó nè. 3, ok, rất nhiều người chọn 3, hồ đồ. Ok, câu này thì đúng là một câu cho điểm đúng không? Bà hồ đồ chứ còn gì nữa đúng không? Bà đi đi về hồ đồ. Hai, ok. Lên xưa đề, lên xưa đề bảo, lên xưa đề hồ đồ. Jo tạc sự. Thể thao càng luyện tập sẽ càng giỏi. Yama ni noboru toki wa takaku noboreba noboru hodo kuki ga usu ku naru. Càng leo lên cao thì không khí sẽ càng loãng, đúng không? Hoặc là ngoài ra thì hồ đồ này một trong nếu nếu như mà nó đi cùng với cả tính từ hoặc danh từ, thậm chí nó không cần phải có cái vế bà nữa cơ. Ví dụ như là toke wa furui hodo kachi ga aru ne. Đồng hồ thì càng cũ thì càng cổ thì càng có giá trị chẳng hạn. Rồi, kara là vì. Koto ở đây chẳng có nghĩa gì cả, phải đứng ở giữa câu. Nếu như nó đứng ở cuối câu thì nó sẽ có nghĩa là hãy, phải hoặc nên. Thì koto đứng ở cuối câu thì mọi người lưu ý là nếu là koto đã thì nó hay dùng trong nó dùng để ra lệnh, đúng không? Dùng để ra lệnh, mệnh lệnh nhẹ nhàng. Ashita okurenai koto đã, hoặc là ashita shukudai o dasu koto đã, ngày mai em nộp bài tập, đúng không? Còn nếu như mà nó chỉ là koto thôi ấy, thì nó sẽ xuất hiện ở trên biển báo. Ví dụ như là mình muốn nói là ở đây thì không được phép bơi ấy,
Phô đều ạ, phô đều ạ. Oyo gử, à, oyo ga nai của tổ chấm. Đó, nó sẽ không có đàm nữa. Yori thì là hơn rồi. Số 18. Watashi wa kono kaisha ni 10 nen mo tsumete mara shacho no kao o chokusetsu mita koto ga nai. Ok. Càng càng N4 thì đúng hơn. Càng ngày càng N4 đúng không? Sao được đấy? À, xem coi điểm chọn gì đây. Itaka to omotara inagara ire ni hanshite ire ni tsuke. Đúng rồi, ok rồi, có vẻ nhiều bạn cho đáp án 2 rồi. Đúng rồi, đáp án cho câu này, đáp án hợp lý nhất sẽ là nai. Đáp án là 2, nagara. Nagara thì lúc đấy có một bạn nói bằng tsu tsu đúng không? Đúng rồi, ok. Có mô cũng được mà không có mô cũng được. Ok, thì cánh nghề có nghĩa là gì nhỉ? A nhưng mà lại B đúng không? Mặc dù A nhưng B, lưu ý hai cái ngữ pháp này đều có một cái điểm rất quan trọng, đấy là phải cùng chủ ngữ cả hai vế. Và thứ hai có một điều rất quan trọng không kém, đấy là chư chư mô ấy, thì động từ đi cùng với nó sẽ thường là những cái động từ thể hiện cảm xúc hoặc là ngôn ngữ. Shiri chư chư chẳng hạn, hay là wakari chư chư, hay là omoi chư chư, i chư chư đó. Còn nagara thì có thể đi cùng với cả tính chất bình thường, những cái tính từ bình thường nữa. Ví dụ như kiểu là to uchiwa semai nagara chiawase là nhà tôi ấy thì bé thì hẹp nhưng mà rất hạnh phúc. Thì câu này sẽ là gì nhỉ? Mặc dù là tôi đã làm việc ở đây được 10 năm rồi đúng không? Nhưng mà tôi ấy thì chưa từng trận mà chưa từng trực tiếp gặp nhìn thấy mặt giám đốc đúng không? Bao giờ cả. Rồi ở đây mình có cả tô mô tả, chưa nói bỏ cái đoạn ita đi, thì cả tô mô tả là gì nhỉ? Vừa mới A thì đã lại B đúng không? Vừa mới A thì đã B. Đây là cùng với ba thằng Tato Tan này, Tato Motara với cả Kanai Kanui Chini. Nhưng cái này thì nhấn mạnh về sự thay đổi. Nihanshite, lúc nào có một bạn chọn Nihanshite, lưu nhá, từ Nihanshite ngày xưa lúc anh xây học ấy, xây nhầm từ này với Nitaishite rồi ạ. Mặc dù là Nitaishite là đối ngược đúng không? Đối với hoặc đối ngược, còn Nihanshite là đi ngược lại. Đi ngược lại ở đằng sau, ở phía trước của nó sẽ là những cái như kiểu là mệnh lệnh, ý chí, mong muốn, chỉ thị. Đi ngược lại với mong muốn, đi ngược lại với kỳ vọng của cha mẹ, tôi đã không học đại học mà tôi đã đi làm luôn chẳng hạn, hay đi ngược lại với cả kỳ vọng của đi ngược lại với cả kỳ vọng của giám đốc, thì tôi đã không làm báo cáo chẳng hạn, tôi đã nộp muộn báo cáo chẳng hạn, đó thì là đi ngược lại. Rồi Nitsuke thì giống như cái lúc nãy rồi. Câu số 19. À no restaurant wa nera ga takai haji yokunai. Ôi câu này dễ, câu này một câu cho điểm. Nhiều lần nhiều phần là cho điểm đây. Đáp án đúng nhất là đáp án 4, chính xác. Wadini, tức là mặc dù là giá cả nó rất là cao đúng không, nhưng vị của nó thì không ngon lắm. Nếu là các thakai wadini aji ga yokunai, đắt nhưng mà không ngon. Rồi ok, Tokoroni vừa giải thích lúc nãy này, Tsutsumo cũng vừa giải thích ở câu trên luôn. Và Nikagite thì cứ nhớ đến nó thì nhớ là ba nghĩa. Một là chỉ riêng thì đặc biệt, thì khác biệt. Mainichi wa hayaku kaeru kedo kyou ni kagitte zangyou shite osoku made ga zangyou shite kana. Ok đó, không biết nghĩ ra đằng sau, đằng đằng sau xin cũng chưa nghĩ ra cái gì đó đằng sau nữa. Như nói là mọi ngày thì đều về sớm cả đúng không, nhưng chỉ riêng ngày hôm nay thì tôi lại làm việc muộn, làm tăng ca đến tận đêm muộn. Số 2 đấy là từ từ chỉ riêng ai đó thì sẽ không đúng không? Rồi mình dùng tất cả những cái mong à, dùng dùng cái mình biết đúng không, để mình đưa ra một cái phán đoán rằng là chỉ riêng cái đối tượng này thì sẽ không làm chuyện gì đó xấu. この restaurant に限って絶対古い食べ物を使わない、古い食材を使わないと信じていたのに。
tôi đã tin rằng là chỉ riêng cái nhà hàng này chắc chắn nó không dùng thực phẩm bẩn đâu, thế mà à phải là dùng mực mực ngâm oxy giả chứ nhỉ, dạo gần đây đang có cái vụ mực ngâm oxy giả thì phải, ở chợ Long Biên. Rồi có số 3, số 3 thì mình có gì nhỉ, à, số 3 nghĩa của nó đấy là đúng vào cái lúc đúng không, đúng vào lúc những lúc thì là một chuyện gì đấy xấu xảy ra đúng không, lại có chuyện xấu xảy ra à, shike taisetsu na daiji no shiken ga aru hi ni kagitte onaka ga itaku naru, đúng vào những cái hôm mà có bài kiểm tra quan trọng ấy thì lại bị đau bụng đó. Ok, ni kagitte, mà tiện nói đến ni kagitte này thì mình sẽ nói luôn đến một cái thằng luôn là ni kagiri nhá. Ni kagiri, ni kagiri là chỉ riêng đúng không, cái này thì hay dùng ở trong những cái thông báo như là kiểu chỉ riêng với khách hàng, ví dụ kyo de kyo jose no hi da kara jose ni kagiri, jose no kagiri 50% 割引をさして、いや、cái gì nhỉ, さしあげますとか đó, tức là chỉ riêng với đối tượng là khách hàng nữ đúng không, thì chúng tôi sẽ tặng gói giảm 50% đó, thì là nikagiri. Mà tiện nói đến kagiri này thì mình thử nhớ xem những cái ngữ pháp khác với kagite xem, à, với cái chữ hạn này xem sao nhá. Nikagiri này thử liệt kê ra một thể, sẽ cứ liệt kê ra trước xem là ai nhớ ra được gì thì cứ comment vào nhá. Nikagiri này, nikagite rồi, nikagirazu này, rồi to wa kagiranai này, rồi kagiri này đó, còn nữa đấy, còn nữa đấy, đừng nghĩ ra nữa nhỉ, à kagiri đều ạ, kagiri wa và kagiri đều ạ, rồi đó, ok nào, cái còn nhớ được xong cái đống này nó là gì không, à, ai chứ con tôi thì không bao giờ làm chuyện đó. Đúng rồi, ok nào, mọi người thể nhớ xem cái đống này đây sẽ có liệt kê ra 6 cái ngữ pháp, mọi người nhớ được bao nhiêu cái. Tiện nói đến cái chữ hạn này luôn thì mình nhắc đến cái đống ngữ pháp này xem sao. Được bao nhiêu cái đây? Ok, rồi, giờ giải thích nhá, giải thích nhá. Mới thử nghĩ, lại trong đầu rồi đúng không? Đúng không? Thử nghĩ lại trong đầu rồi đúng không? Nikagiru là gì nhỉ? Nikagiru là nhất đúng không? Konnani atsui hi wa biru nikagiru ne, biru nomi nikagiru ne, biru nomu nikagiru. Uống bia là nhất đúng không? Những cái ngày nóng như thế này uống bia là nhất. Hay là彼女と別れて寂しい時はお酒に限るね、友達お酒を飲むに限るね。Những lúc mà chia tay bạn gái cô đơn buồn thảm ấy thì lúc đấy uống rượu với bạn là tốt nhất. Nikagirazu là không chỉ A mà thậm chí còn B đúng không? Đúng không? Ok,国内に限らず海外にも人気があるね、海外でも人気がある。To wa kagiranai là chưa hẳn là, chưa chắc là đúng không? Không nhất thiết là sẽ. Shiawase, đây à, okanemochi wa shiawase ni naru to wa kagiranai. Cái to wa kagiranai này hay đi cùng với cả gì nhỉ? Đi cùng với à kanarazu shimo. Đó. Kagiri này gần giống với cả ngữ pháp dake, nó đi cùng với cả những từ như kiểu dekiru kagiri, nói đến cái đấy chắc chắn mọi người nhớ ra luôn. Là hết mức có thể đúng không? Dekiru kagiri là cố gắng hết sức có thể. Kagiri wa là chừng nào mà còn, chừng nào mà còn. Watashi wa ikiteru kagiri wa kimi no koto wo zettai mamoru wa yo. Chừng nào mà anh còn sống anh sẽ còn bảo vệ em đúng không? Hay là chừng nào mà còn là chừng nào mà còn, chừng nào còn là giáo viên thì vẫn còn có trách nhiệm với học sinh chẳng hạn. Sensei de aru kagiri wa gakusei ni sekinin ga aru ne. Rồi, kagiri đều á, cái trên là kagiri wa nhưng bây giờ là kagiri đều á. Kagiri đều á thì là trong phạm vi mình biết được, trong phạm vi hiểu biết, trong phạm vi gì đó, trong phạm vi tìm hiểu. Watashi wa internet de shirabeta kagiri đều á, trong phạm vi mà tôi tìm hiểu trên internet thì Nihon đều á, Fujisan wa ichiban takai yama, ở Nhật Bản ấy thì núi Fuji là núi cao nhất. Akatsu, Tamura-san ni onna no ko ga umareta sou desu ne. Toi e ba, to shita ra, ni shite mo, ni yoru to. Nào, có thể chọn gì đây?
Nốt câu này, nốt câu, nốt câu. Ok, rồi rất nhiều người chọn một đúng không? Rồi, đáp án chính xác. Thôi hề bợ. Nhưng mà nói tới đúng không? Thì nghe nói là à, nói tới trẻ con ấy thì nghe đồn là ta mưa đá ấy, vừa mới sinh một bé gái đấy. Có một bé gái đúng không? Vừa mới đẻ một bé gái đấy. Ok. Ta tuyên bảo cho trường hợp này thì mình nói là nó gần giống với ngữ pháp gì nhỉ? To you to là tôi ta. Nhưng mà trong trường hợp này, sinh nghĩ là nó dùng với cái nghĩa đây là tiện nói tới A thì B. Tiện nói tới A thì B tức là mình dùng một cái sự vật sự việc làm một cái bàn đạp để mình nói đến một cái chuyện mà có sự liên quan thôi. Ví dụ như thế này nhá. To hino ne watashi no inu ga watashi no itoshi inu ga shinde shimatta yo. Zannen na ne. Demo ne inu toieba chikaku ni pet ya ha dekita yo. Ở đấy tức là sao? Ngày hôm qua con chó yêu thương của tôi ấy, nó qua đời mất rồi. Ui tiếc thế. À mà tiện nói đến chó ấy, thì gần nhà tôi mới mở một cái cửa hàng thú nuôi đấy. Ok, tức là cái chuyện nó chỉ liên quan một tẹo theo thôi, lấy cái chuyện đó ra làm bàn đạp để nhảy sang một chuyện khác đúng không? Đấy thì tôi bà có nghĩa như vậy. À mà tôi bà thì còn một cái nữa rất là hay, đấy là mọi người thể xem, tôi sẽ nói một câu nhá, xem mọi người thể nghĩ xem cái nghĩa của nó là gì nhá. Watashi wa ne Nihongo ga hanaseru to iyeba hanaseru kedo demo tada nichijou kaiwa dake hanaseru ne. Tức là tôi thì sao nhỉ? Nói tiếng Nhật thì nói được đấy, nhưng mà tôi chỉ nói được những cái hội thoại cơ bản thông thường thôi. Toshitara thì lúc nãy sẽ có nói rồi, Toshitara là giả sử là. Rồi tiếp, Nishitemo là gì nhỉ? Nishitemo là cho dù A đúng không? Thì cũng B. Nishitemo có thể lặp đi lặp lại cái từ Nishitemo này rất nhiều lần trong câu, ví dụ như này nhá. Ví dụ như câu này này. Sasawareta, sasawareta. Đó, thì nếu mà đã rủ rồi ấy, thì cho dù có tham gia hay không tham gia ấy, thì cũng hãy trả lời một cách cẩn thận vào. Niyoru to thì là theo như đúng không? Đằng sau thì thường sẽ là những cái ngữ pháp nghe nói như kiểu là so, đó, hay là toyu koto đó. Rồi, ok. Nào, 20 câu này mọi người đúng được bao nhiêu câu tất cả nhỉ? Và còn nhớ được lúc nãy mà qua mấy cái đáp án ít có nhớ ra được cái ngữ pháp này mình đã lỡ quên mất ngày trước rồi không? Đọc thì đọc rồi nhưng chưa hiểu là sao đấy. Rồi ok, hôm nay mình sẽ làm 20 câu này thôi. Rồi ok, mọi người chăm chỉ nha. Chana.